đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Mình đủ duyên lành thì mình cúng dường chay tăng tại chùa Hòa Bình, thì cúng dường chay tăng thì mình cúng dường tịnh tài tịnh Phật, rồi mình cúng dường chay tạng, cúng dường tam bảo để cho mình trọng phước. Cái đó là cái nguyên tắc của mình để cúng dường chay tăng. Thì cái tịnh Phật đó thì mình cũng cúng tứ sự. Thì cái tứ sự này á thì là cháu Nu, cháu nói là mẹ ơi mẹ cho con cúng. Thì cũng tôi để cho cháu muốn cúng thì để cho cháu cúng. Thì trong đó thì hôm qua hôm kia có mấy người có gửi tiền dự thủy đó, thì cũng chia phước cho người ta. Thì cái người của mình cũng để cho người ta đóng góp tứ rồi thì là Phật tử mình đóng góp thêm cái tiền để mà cúng dường cây phạm. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biển chân khô đắng hóa vui tình đồ. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trời hóa ra nhiệt tình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây thì vào 10 và ra 10 tháng 7
tin ngộ đạo cho nên quý vị cũng đã theo lời hướng dẫn của cô Diệu Thủy về cư xứ Triều Bình không lễ hàng năm đến để viếng chùa nhân lành của ngôi Tam Bảo và nhân cúng trì tài phẩm dâng lên tôn đức ni. Sự hiện diện của quý Phật tử là một sức lễ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường chùa hành Phật sự. Chúng tôi xin thay mặt cho toàn thể chư ni đạo tràng cư xứ An Cư Chùa Bình xin đốt nén tâm hương cầu nguyện nhiều thương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử cũng như những thành viên trong gia đình của mình luôn được thân an tâm lạc, quý vị luôn tinh tấn trên đường đạo, thịnh vượng trên đường đời, tinh thần sung mãn vật chất dồi dào để quý Phật tử có đủ điều kiện làm theo lời Phật dạy là đem lại lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội và phụng sự cho đạo pháp cũng như mọi những công đức cúng dường ngày hôm nay nên mười phương chư Phật gia để tiếp độ cho chư hương linh của quyền thất tổ nội ngoại hai bên thân bằng bốn phường của quý Phật tử đã quá vãng luôn được an vui nơi cõi tịnh. Thì chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm nhận công ích đức của tất cả quý Phật tử trong thái đoàn của Phật tử Diệu Thủy của hội chúng linh, chúc cho quý vị luôn có một mùa xuân như diễn từ đầu năm đến cuối năm. Cha
đây nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm. Lòng đất bóng đơm hoa, đêm tụng kinh pháp hoa, bảo tháp hiện chói lòa, đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta. Sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Phật tử Thánh Phước, Phật tử Diệu Thị Quảng Vân.
Phật tử Phước Ngọc Ca, Phật tử Hoa Hương, Phạm Văn Nga, Phật tử Phạm Phạm Văn Sinh, Nguyên Anh, Phật tử Ái Mỹ, về gia đình Diệu Thị, gia đình Từ Tâm, cô A Mùi Xứng Định, cô Phương Chu, Đức Phật tử Đức Minh Ý, Phật tử Nguyên Lưu, Phật tử Tử Diệu Nghĩa, gia đình ông Hoàng Viên, gia đình Võ Công Hành, Pháp Danh Từ Thân Pháp, gia đình Phạm Thị Dừa, Pháp Danh Minh Hòa, gia đình bà Tân Tô, gia đình Đức Minh Tánh, Phật tử Rạch Châu, Phật tử Hoàng Anh Quê, Phật tử Nguyên An, Phật tử Trân Hiếu Hiền, gia đình Hoàng Châu, gia đình Diệu Tài, Phật tử Tâm Dượng, Phật tử Dân Sa Liên, Phật tử Diệu Huệ, ông Thân Bà Kim Dương, về Phật tử Tiêu Ngọc Âu, Phật tử Chân Bạch Chân Thiết, Trương Trần Cương Trinh, Pháp Danh Pháp Minh 94 tuổi, gia đình Quảng Diệu Vân, Đường Hạ Thân Phi, xưng ra Kiến Thánh Hà Bảo Bình An, Thu Tống Sang Tay, Đông Linh Báo Phước Tứ Thời An Lạc, Sở Trụ Phú Nhiêu, Phước Què Sông Tu, Tự Tâm Mang Nguyện Phước Thọ Thăng Long, Tùy Tâm Mang Nguyện Tập Tịnh Tiêu Trừ Đắc Cam Lộ, Pháp Dị Thọ Linh Dược Thanh Lơn, Tự Tại Kinh An Nguyễn Ly Khó Ách Nghiệp Chứng Bao Chứng Việt Nam Chứng Phát Giai Tiêu Diệt, Thứ Nguyện Di Đà Tiếp Dẫn Địa Tạng Lai Nhân Thơ Kim Sắc Tuy Vị Đệ Quệ Phóng Ngọc Hào Quang, Tiếp Ba Dẫn Đặng 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 Như Hương Ma Linh Trường Thừa Tám Bảo Lực Tính Pháp Văn Kinh Tóc Xà Mê Độ Siêu Sanh Tịnh Đào Cảnh Ký Cửu Quyền Thần Cầu Cầu Siêu Thanh Bát Nàng Tâm Độ Tổ Mông Giải Thoát Bồ Quyền Hạnh Siêu Dương Thới Hài Điện Hạ Thanh Pháp Giới Chúng Sanh Tịnh Giờ Vô Tình Giải Công Thành Phật một ngày một giờ sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc sau một đêm ngon giấc nồng nàn và tôi nhìn ra ánh xuân tràn Nguồn bái bạch xin quý ni sư ban chức sự hạ trường. Nguồn bái bạch toàn thể chư tôn đức ni. Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm Bính Thân, cũng như thông lệ hàng năm, phái đoàn Phật tử Diệu Thủy đồng quân tập về hạ trường chùa Hòa Bình. Kẻ công người của cùng nhau thành tâm sắm sanh tình tài, tình vật. Trước là cúng dường trên mười phương chư Phật, sau dân cúng hiện tiền chư tôn đức để gieo duyên lành với ngôi Tam Bảo, cũng như hồi hướng công đức cúng dường kỳ phước kỳ an cho toàn thể gia đình chư Phật tử, và hồi hướng công đức cúng dường hôm nay kỳ siêu cho củ quyền thất tổ
sớm siêu sanh Phật quốc. Giờ này đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, chúng tôi thân mời đại diện chư Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni đạo tràng an cư chùa Hà Bình. Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm Bính Thân Phật lịch 2560, con là Phật tử Diệu Thủy xin thay mặt chư huynh đệ Phật tử đang có mặt hoặc không có mặt nhưng có gửi tịnh tài tịnh vật cúng dường ngày hôm nay cho chúng con, có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch. Kính bạch chư tôn đức ni, hằng năm khi những chùm phượng vĩ khoe sắc và những trận mưa rào đổ xuống là dấu hiệu chuyển giao của tự nhiên từ xuân sang hạ, cũng là thời điểm mà chư tăng ni vào kiết hạ an cư tịnh tu đạo nghiệp đúng theo truyền thống mà Đức Phật cùng hàng tỳ kheo thuở xưa từng ứng dụng. Chúng con được biết 3 tháng an cư là 3 tháng tịnh tâm giới định huệ của chư hành giả, là ruộng phước điền cho hàng Phật tử tại gia chúng con gieo trồng cội căn bồ đề, nương nhờ thần lực của quý ngài mà tu tập. Chúng con hiểu rằng hạ trường là huyết mạch, là sự sống thường hằng, là trái tim của người con Phật, là sự tôn vinh của niềm tin chân lý. Trong ý nghĩa cao cả đó, hôm nay cũng như mọi năm, chúng con có duyên lành vân tập về đạo tràng an cư kiết hạ chùa Hà Bình thân thương này, thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, trước dâng lên cúng dường tam bảo, sau cúng dường hiện tiền chư tôn đức ni, ngưỡng mong quý ngài từ bi hứa khả cho hàng Phật tử chúng con được thừa ân công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nay chúng tôi đại lao cho toàn thể đại chúng có đôi lời cùng quý Phật tử thành phố ở trong nhóm Phật tử Diệu Thị và đại diện cho toàn thể chư Phật tử tác pháp cúng dường trai tăng ngày hôm nay. Cứ hàng năm vào mùa mưa thì chư ni ở khắp nơi tập trung vào một trụ xứ để thúc luyện thân tâm, trao dồi giới định tề, ngõ hầu đền đáp tứ ân. Quý Phật tử cũng y theo lời Phật dạy mà hàng năm vào mùa an cư kiết hạ cùng chung tâm, cùng đồng tâm hiệp lực tích lũy tịnh tài tịnh vật để cúng dường, nhất là hiện diện có mặt tại trường hạ chùa Bình cúng tứ sự cúng dường để cho toàn thể đại chúng ni hành giả an cư được an tâm tu học. Mùa an cư kiết hạ là mùa mà chư tăng cùng đồng giao hòa hợp để tăng trưởng giới định tuệ. Quý Phật tử cũng đều là người con Phật, Đức Phật dạy ta có 4 chúng, đó là tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di. Quý vị là những người Phật tử luôn luôn đồng hành cùng với chư tăng để làm Phật sự. Và hôm nay là mùa an cư kiết hạ, vào đầu mùa quý Phật tử đã phát bồ đề tâm cúng dường trai tăng để gieo trồng phước điền và hồi hướng cho trong gia đình của quý Phật tử được tăng phước tăng thọ, và của quyền thất tổ những người thân dân quá giảng của quý Phật tử cũng nhờ công đức cúng dường hôm nay mà được sớm siêu sanh về miền tịnh cảnh. Với cái tấm lòng đạo tâm đạo hạnh của quý Phật tử
qua lời tác Phật pháp cúng dường, như pháp cúng dường chúng tôi đại diện cho đại chúng nạp thọ phẩm vật cúng dường hôm nay và hồi hướng về đạo vô thượng bồ đề, nguyện cho quý Phật tử ruộng phước thêm lớn, căn lành tăng trưởng, và trong gia đình của quý Phật tử luôn luôn hướng về Tam Bảo. Chỉ có Tam Bảo là con đường để cho chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy, muốn vượt qua biển khổ bần cùng phải nương thiền bảo cố thí, muốn giải thoát sanh tử phải nương vào Tam Bảo. Chỉ có Tam Bảo là con đường lầm, là ba ngôi báo để đưa chúng ta ra khỏi biển khổ sanh tử. Không có gì khổ bằng sanh tử luân hồi. Quý Phật tử đã rõ được Phật pháp luôn luôn cùng đồng hành cùng chư tăng chư ni để cho Phật pháp được trường tồn và phát triển khắp mọi nơi. Chúng tôi nguyện sẽ tinh tấn tu học và thường hành Phật sự để không phụ lòng công ơn của quý Phật tử, và nguyện cho quý Phật tử luôn luôn được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, gia đình thịnh vượng, một công đức. Nam mô Phật. Trên chư tôn đức ni đã từ bi hứa thả nạp thọ cho rồi, còn ban bố cho chúng con những lời dạy bảo thiết thực hữu ích. Chúng con nguyện y giáo phục hành với tấm lòng thành kính tri ân. Chúng con xin đảnh lễ cúng dường tam bái. Nguyện tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn thiền đức tam bái. Tam hoàng Như Lai ứng lượng khí ngài kim bát tu chuyển nguyện cúng nhất thiết chúng đặng tâm linh không trật án tư mà mai tá na tư mà mai tá na tư mà mai tá na. Nhờ kiến công bát đương nguyện chúng sanh cứu cánh thanh tịnh không vô phiền não. Tu phúc phổ thiên minh quý quân thực diệu.
phục hồi. Xa thân sanh lạc xứ Bồ Tát chi phước bao vô tận được hư không thi hoặc như thị hòa tăng chuyển vô tức. Án đầu lời âm ta, án đầu lời âm ta, án đầu lời âm ta. Biến thật biến thầy chân ngon đàn thương thầy tổng nam mô tát bà đát tăng nga đát bà lô chi đê em tăng bà ca tăng bà ca hồng nam mô tát bà đát tăng nga đát bà lô chi đê em tăng bà ca tăng bà ca hồng nam mô tát bà đát tăng nga đát bà lô chi đê em tăng bà ca tăng bà ca hồng nam mô tát bà ca gia đát tăng nga đát gia đát đề tăng nhà nhà sanh con hiền cháu
khắp bốn phương đều hướng đạo từ bi, cánh nguyện chiến về kỳ siêu chương linh cô quyền thất tổ, nội ngoại hai bên thân bằng quyến thuộc, đã quá vàng của chư Phật tử phái đoàn, diệu thị thiên hưng nước bát đức đờm nhuần tâm giải thoát đài cô liên qua nở thấy từ tôn, nghe pháp âm đức Phật thiết thượng thừa ngộ tri kiến tất cả chương linh siêu tình cảnh, công qua vận thủy ban sài thiền tinh vạn lai giai cộng thành Phật đạo. Chư Tôn Đức và quý Phật tử dùng cơm thì chúng tôi xin thay mặt cho toàn thể Chư Tôn Đức Ni để đọc danh sách cầu phước cầu an của quý Phật tử cúng dường để chữa lành. Yeah.
diệu vì hương ngát lối vào cửa không sen tươi chẳng nhuốm bụi trần lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng niềm quyên ánh sáng tư quan chắp tay niệm Phật trút ngàn khổ đau chắp tay niệm Phật nhiễm màu thế tôn ân đức biển sâu bao lời nguyện cầu từ chốn xa bao
Phật hiền tựa nắng mai ấm ông con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy